Hello, xin chào các bạn. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì nay là một ngày lạnh anh em ơi, rất là lạnh luôn. Mà máy tính mình thì nó hư được 2 ngày rồi. Mình đang gửi vô để mà sửa. Thì clip mình chắc mình quay về là mình nhờ anh Tiến dựng video và up giúp mình cho anh em xem. Chứ để mà mấy ngày không ra video thì nó lại mất tương tác anh em. Nên là anh em xem video nhớ share và like ủng hộ mình nha. Và hôm nay là một cái clip trời buồn, hơi lạnh, nên là anh em mình quyết định làm gì nhỉ? Quyết định câu cá. Rồi làm gì nữa chứ? Nướng cá anh. Đây, giới thiệu cho anh em. Mình có mua thêm một ít lòng non á anh em, để anh em mình ăn. Tại anh ấy kêu là trước giờ anh ấy không có ăn lòng non, là này cho anh ấy ăn thử luôn. Mình mua được ít thôi. Thế lại là mình có bonus thêm cá nướng anh em ơi. Đó, cá anh em mình câu được anh em mình làm ở đây. Thì mình bỏ qua những cái công đoạn cầu kỳ, chuẩn bị phức tạp lên lò rồi đó. Thì hôm trước mình có làm cho anh em xem hết rồi. Là hôm nay mình dùng cho nó sạch sẽ hết, làm nó sạch sẽ hết á, quay luôn cho anh em xem. Nhưng mà trời thì nó cũng đang mưa mưa rồi anh em. Đó, nãy giờ anh em mình câu cũng được mấy con to á. Cái chỗ này thì cua đồ nó phá lắm anh em. Nhưng mà khi cá nó ăn là cũng có mấy con to, chứ còn cá nhỏ thì cũng hiếm lắm. Nhí nhí bung dù nhí. Bung dù mưa lắm rồi, mưa to lắm rồi. Rồi với cục cám á. Với cục cám nữa nè. Thì cái trời lạnh lạnh vậy anh em. Mình ngầu mình đốt đống lửa nó rất là ấm luôn. Đó, đầu tiên là mình sẽ cho cái món lòng này nó chín trước. Rồi chút nữa mấy con cá này mình gác cho nó khô khô một chút đi, rồi mình bỏ cho mình nướng luôn. Khi mà lòng nó chín rồi là mình nướng. À, nước vô đâu, nước vô máy quay đâu. Nó bị mờ rồi anh em. Mình lau ra. Rồi, ok, bung dù. À, anh em thấy cái dù này bọn mình thiết kế không? Đây là kèm theo một cái áo mưa để mà nó gió nó thổi vô thì nó không có quằn lửa của anh em mình nè. Đó, thấy thiết kế thông minh không nhỉ? Được. Mà sao nãy giờ anh nấu cái bếp đây nó chưa sâu vậy? Từ sâu nó uống gì. Rồi, cua anh nữa rồi anh em. Cua anh là nó chả phao lên nè. Chỗ này là nó lạ lắm, nằm phao luôn rồi kìa. Sao đây anh buồn vậy nhỉ? Hả? Sao anh buồn vậy? Cãi lộn với vợ anh buồn. Cãi lộn với vợ buồn này. Dậy không? Không, làm hoài nè. Về đây nói với vợ vài câu nè. Đừng có nói nè. Cho anh em tham quan một chút cái chòi của anh em mình đây. Anh em thấy thiết kế hoàn hảo không? Đấy, ở đây chơi rồi chứ anh nhí. Thôi chạy với mấy con. Ê, lúc phao. Đâu ai? Phao em lúc này. Để chỗ. Giúp. Chưa đâu. Đấy, nó mới chòi lên lại á. Thôi, cua qua ống không? Chưa, đúng qua ống thiệt không? Chưa lên cua bỏ vô nào nước luôn nhí. Thì bình thường á anh em mình sẽ xé áo mưa anh em làm cái chòi, nhưng mà anh em mới nhí có mua được cái dù á, anh em quấn theo kiểu này. Anh em nào mà đi chỗ nào nó gió hay là mưa tạt á, anh em làm kiểu này cũng được. À, rồi dù đây điểm này là chỉ có một là dính cua, hai là dính cá thôi anh em. Đâu mất rồi, chạy số nó số sống rồi. Rồi sao anh ngào đây chỗ nào thiệt đá mà khói chảy nước mắt luôn, mà khói chảy nước mắt luôn này. Nói chung là đi, mình thấy đi cái kiểu này á thì mình thấy rất là vui luôn. Với lại mình thấy anh em cũng thích đi, anh em mình nấu nướng ăn kiểu này nè. Thấy anh em comment rất là nhiều, kêu là cứ làm kiểu này đi. Thì mình sẽ thường xuyên làm mấy kiểu này cho anh em xem. Nếu mà như đi câu cá không á thì anh em mình chỉ nướng cá. Nhưng mà để cho cái tăng độ hấp dẫn cho video á, mua một thêm một chút gì đấy để mà mình quay cho anh em xem. Khó quá anh em à. Wow. Lạnh không nhỉ? Lắm lắm. Thì lòng non của mình nãy giờ là sâu, nhưng mà anh em biết sao không? Kiểu như là trời nó mưa á, anh em mình lắp cái dù lại á, khi mà nó khói á thở không nổi luôn anh em. Nãy giờ mình chỉ nhí chịu không nổi mà. Mà đây cái rô hung khói, nậu khói lên còn mà như thằng khè anh em. Cái rô cái gì? Cái rô hung khói là cái rô gác bếp anh nhí. Cái rô hung khói. Cái rô xông khói. Trời nhìn hấp dẫn lắm anh em ơi. Chờ cho cái lòng này nó sâu lên chút nữa thì anh em mình xử cái lòng trước, cá anh em mình đưa vô nướng nữa là hôm nay ấm luôn anh em. Chỉ là nó ngẹt ngẹt là khói nhiều quá này anh em nhìn này. À, khói thấy khói không? Thấy chưa, khói là phải thấy mù mịt rồi chưa, mình hướng chọn luôn.
Quay rồi. Khói nó to. À quên, khói nó lớn. Khói nó lớn, cá. Cá nó bự. Nè, chuẩn bị nè anh em nhìn nè. Một pha lên cua thằng Thánh. Được, anh tầm bậy chứ không? Anh nhắc tức chứ. Cá này anh tức lắm em ơi. Vừa một lớp cua, vừa một lớp cá nên là mình không biết được là cá hay cua nó ăn đâu. Đấy, nó cứ nhấp hai ba cái xuống lên như là nó thả ra. Mà nó táp bóng là cá to không nha anh em. Có cái rô mà to lắm, mà sao không biết nó không ăn. Một em dở. Chừng nào chín vậy? Ôi, khói quá, chừng này nó chín. Em nghĩ là chín rồi hả? Chín thì chín rồi, mày chờ cho nó. Thôi cho nó sau thêm chút nữa đây. Cái lòng non này này mình tuốt ra thì nó sạch rồi anh em. Là anh tốt cũng sao đó. Lòng già cái làm sạch nướng nhậu, bán hay bán mấy quán vỉa hè còn ngon mà. Này clip anh em mình làm mấy món gì nó đơn giản thôi. Nhưng mình ấm ấm trong cái trời lạnh anh em ơi. Trời khói ngạt mũi. Wow, lạnh. Mai về nhà làm gì anh cha? Mai nhà làm gì đây? Có rượu không? Không. Rồi mà nhí anh em khách ghi giây phút này nha anh em. Cua mai gần em kìa, cho tao ăn nướng cua khác luôn kìa. Mai là nhí anh ăn vịt đó anh em. Mai mà mình không có đi câu cá là anh em biết nha anh em. Nãy không, bà già bà mua con ăn gà gì à. Bà nói làm nổ muối như bữa nay mình ăn ngay bà ăn. Kêu ngon. Ngon em. Nổ muối là lúc nào cũng ngon. Nhưng mà anh đi câu mất. Không, nhưng mà em bữa em nổ muối gà rồi nên là em không đụng gà nữa. Vịt thì được. Nổ muối vịt em. Không, vịt là món khác đó. Thôi đó, mai em ra em nói chị em ngồi chợ đường con vịt kê không? Kê. Rồi, ok. Chốt nha. Chốt kèo. Còn mình nay tập trung mấy món đây anh em ơi. Wow, hấp dẫn thiệt á nhưng mà hơi khói. Đây, lòng của mình thì nó đã chín rồi anh em ơi. Đó, còn cá thì anh em mình đang nướng cho nó chín thêm chút nữa. Okay. Đâu ra đây đốt nướng cá rồi ăn nha chứ. Thì trao vui chứ. Hồi nhỏ con ham đi câu lắm ấy. Cứ đi dốt cầm tre đó, đi câu cái thấy bây giờ tao cầm đây đi mua cái câu cha nó thế chiếc đại báo cầm tay. Mình cắm lại mấy con cá này à. Chung trong rừng cũng rú rồi lại đi câu. Chú anh không, tao làm miếng này. Tao làm miếng này. Anh nè. Tao thử anh đi. Mình thử trước đi. Thử chứ em nãy xé thử miếng nào, xé miếng to to ăn. Mình có mang theo kéo này mày. Đang nó còn nóng nên ăn cho nó ngon. Mời em nha. Chào. Ngon, ủa ngon không? Em. Ngon. Ủa ngon. Đâu chú tới làm miếng này. Không muốn nè. Món cơm. Món cơm à. Ngon. Ngon mà em hầu giờ ăn lòng non nướng. Giờ lạnh là... quá giờ ăn nó nóng nóng quá. Ừ. Chút nữa cá này ngon nữa nè anh ấy. Cảnh mưa rồi anh em, đã đỡ mưa rồi này. Anh hấp dẫn chứ không? Xe miếng to to chứ, xe em miếng. Xe miếng to to không? Không, em vừa vừa không. À mà đâu em to luôn cũng được, to luôn. Đây, chén muối mà lấy được giờ của anh Nhí đây anh em. Hả, à, mà anh em nha. Chuột ngày đã đâu. Ngon lắm em. Giờ này mình đói rồi ạ. Là cái mấy này cảm giác nóng. Ngon. Lại là cái mùi heo này á. Cái lòng non ăn ngon hơn cái lòng già. Mình thấy lòng già thì nó dai thôi chứ còn thực chất ăn là ăn cái lòng non này anh em. Mình thấy ở Tây Bắc á có là gì? Kênh mà Sapa ở Tây Bắc á anh em, hay đi mấy cái chợ phiên á. Mình coi mình ghiền mấy cái kiểu đấy anh em. Ăn nấu hảo vậy anh ấy. Đồ ăn người ta nấu hảo vậy á. Vừa nấu luôn, giống như mình vậy nè. Ừ. Ăn đã. Để anh chanh ăn thôi. Có, ngon. Nói chung là được. Anh em mình đi cái này á, nếu mà mang đủ đồ á thì quay thì nó sẽ đẹp hơn. Theo mình nghĩ á thì ăn theo kiểu này nó rất là ngon em. Chỉ thiếu cái kéo thôi. Và anh em mình không cắt ra được nên anh em mình xé. Anh em xem video có gì thông cảm giúp anh em mình nha. Chứ anh em mình cũng vệ sinh tay rồi sạch sẽ rồi anh em mình mới bóc nó ăn anh em ơi. Chứ không phải đỡ tay vậy mà ăn đâu. Đấy, mà anh em nha. Đã không đi? Đã. Ngon, làm lòng già nướng ăn ư? Lòng già nướng á? Ừ. Lòng non thì em thấy nó ngon hơn.
hoặc là mình làm lòng non nón nướng, làm già nướng nó dai dai. Nhưng mà nha, kiểu như lòng non nè nó phải non hơn nữa, hiểu không? Mình thấy ăn ngon hả cháu? Nó mà lạnh lạnh ăn cho nó ấm. Không là cái lòng đây nó phải non hơn nữa này, nó sẽ càng ngon hơn nữa. Giờ anh giảm muối vừa tới nữa. Với lại là nếu mà cái con heo mòi á nhỉ, heo đen á, mà mình làm ăn cái lòng non này nó sẽ ngon hơn nhiều nữa. Tại lòng nó có chút xíu à, cái bộ lòng non của nó nhỏ xíu à, ăn đã lắm, ngọt. Cả mình heo đó chỗ này cũng hết rồi. Còn ở dưới kia vẫn bán mà. Ít rồi. Đây, quên. Quật. Vô, bà Nam Sĩ anh em nha. Mình gì vậy? Ăn mấy món đây là mình thấy cuộc đời sướng lắm em. Mời Nam Sĩ anh em ấy. Mận vợ hay nhanh ở nhà nha. Đâu đâu, chúng mình lại nè. Mận vợ hay nhanh ở nhà nha. Rồi, chấm miếng. Vợ giận rồi. Nhà nhẹ nhắn tin giận em nãy. Nó nói vợ gì nè, vợ nè. Nói đó. Mận vợ không, mận vợ không ư. Đảo anh em ơi. Ngò của cá. Ăn lòng luộc. Cá nướng. Sống hơn tiên cảnh nữa nè. Chuẩn bị cây của anh nhớ ơi. Cho có tiêu anh này. Anh bảo tiêu nữa nè. Tiêu thì tiêu ở nhà nè. Chuồn xế vậy mang sao kịp. Anh nghe. Làm miếng nữa rồi anh em mình xử đóng cá này nha anh em. Trời. Hấp cháy luôn. Ngon lắm em ơi. Em thử ra. Anh nghĩ nó sẽ thơm thấm nhé. Có, lòng non mà thơm thấm đâu ra. Nên là giờ anh chưa ăn đúng không? Thơm quá. Hồi giờ chưa ăn nên là không biết, mà phải có em cho anh ăn thử không? Đấy, cách tách cá ăn cực kỳ đơn giản. Mình ăn cá. Hay. Vậy sao mình không tự ăn trùng luôn đi? Vậy sao anh ăn trùng vậy? Anh ăn cá anh đi. Wow, nóng hậu luôn. Bốc khói luôn. Đó, anh em câu được cá. Anh em đốt đống lửa, anh em làm gì nè anh em. Hết sảy ngon. Nhớ làm theo chén muối. Nhớ anh em phải giả thêm một chén muối nha. Mang thêm vài ba chanh nữa. Nếu mà tiện thì anh em mang theo vài cái chén nhựa để anh em bỏ muối ra cho mình thì quên. Chiều mình đi nôn quá mà quên anh em ơi. Đó. Trời, thịt ngon. Lão làm như đấy. Cá ăn cơm. Đây, đây mời em ơi. Thao cái đây này ngay. Anh nhưng mà cứ nhường, anh nhường lại chi vậy mà. Nhiều quá hay chưa? Nhiều lắm. Mời mọi người nha. Sương. Ngon. Chữ E cái dài luôn á. Mình đoán là ngọt. Ngọt chứ. Đó. Hôm nay anh em mình làm ẩm thực dân dã anh em. Có gì ăn đấy. Anh em mình câu cá, nướng, vui là được. Thoải mái nữa. Anh em nào áp lực hay stress gì anh em cứ đi. Đi câu rồi dây nướng cá ăn cho thoải mái. Em cảm thấy buồn thì anh em cứ đi chờ đi. Buồn thì cứ đi đi. Hãy đi đến nơi mà anh em muốn anh em ơi. Ok, có lẽ mình sẽ dừng clip tại đây thôi. Tại clip của mình cũng khá là dài rồi. Anh em làm một chuyến ra bờ sông, nướng ăn kiểu dân dã, kiểu người rừng. Mong là lỡ có bóc anh em cũng thông cảm nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Hãy để lại cho mình một like, một share, một comment để ủng hộ mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh để xem video mới nhất từ mình. Aren. Ui. Aren. Aren. Cua anh em ơi. À nhí. Hình như em chưa lên hình. Em chưa lên hình này. Quay em ơi. Quay em nhé. Quay em nhé. Bye bye mọi người. Ôi oh, cậu có trang rồi đấy. Mặc đồ công nhân đấy chứ. Lúc nãy mình đi mưa. Là mình chạy xuống nhí là mình ghé vô nhà bạn mình á. Mình mượn cái áo. Mà nó làm đường sắt anh em. Đó. Mình mượn mặc. Nhóm mưa to quá. Thôi mình làm miếng á. Đó. Đây anh em ơi. Thịt nhìn anh em thấy vậy thôi chứ mà nó rất là ngọt nha anh em. Thiệt luôn. Và anh em nha. Mấy anh em chưa lên hình. Lên hình cái cho anh em thấy mặt mình vẫn còn ok anh em. Chỉ có điều hơi ốm một chút thôi. Máy hư. Hả? Máy hư. Máy hư hả? Thì máy tính hư mấy bữa nay mà. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mình lên hình được rồi. Mình thấy vui rồi. Gặp anh em là thấy vui rồi. Ok, bye bye.